hôm nay tiếp tục tôi sẽ ôn tập tiếp tục ôn theo toán chữ kỷ lục kỳ 2 cho các em quan sát vào đề tiếp theo nha. Các em quan sát câu số 1 này, em hãy phát biểu định lý với em. Rồi, phát biểu định lý với em nè, em nhớ nè, phát biểu định lý với em làm sao đây, nhớ nè, nếu phương dịch a bình phương cộng b cộng c bằng không có nghĩa thì có tổng bằng trừ b trên a tích bằng c trên a. Đó là định lý với em nha. Vậy thì em ghi nè, vào nè, nếu phương trình AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 có nghĩa, đó, phải có nghĩa nha các em, thì tổng X1 cộng X2 bằng trừ B trên A tích bằng là P đó các em, X1 nhân X2 là C trên A. Đây là định lý với em nha. Đó, sau đó người ta áp dụng nè, cho phương trình X bình phương trừ 7X cộng 12 nha. Tôi sẽ viết cái phương trình này cho các em nè, x bình phương trừ 7x cộng 12. Thì ta yêu cầu là không giải phương trình, hãy tính 1 phần x1 cộng 1 trên phần x2 nha. Và tính làm sao? Nhớ là không giải phương trình thì có nghĩa là các em không được thực nghiệm tính 1 x2 ra nha. Đó, không được tính 1 x2 ra và thế vào cái biểu thức người ta cho, không được. Vậy thì mình phải thông qua PF. Mà nhớ nè, muốn làm PF phương trình phải có nghiệm, mà muốn biết nó có nghiệm không thì phải giải đến ta và đem đáp lại. Hoặc nếu tích A nhân C nhỏ hơn không thì phương trình luôn có 2 cũng được nha. Vậy thì bài này các em phải làm lên delta trước nha. Bằng b bình lên, ấp 7 bình lên bằng 49 trừ 4 lần an c trừ 4 nhân 1 nhân 12 48 đúng không, bằng 1 lớn hơn 0. Phương trình có hai nghiệm phân biệt, phải phương trình có nghiệm mới có quyền áp dụng định lý với f nha. Phương trình có hai nghiệm phân biệt, hai nghiệm phân biệt nha các em. X1 bằng x1 cộng x2 bằng tổng bằng trừ b trên a trừ b trên a trừ với trừ 7 biến thành nhân 7 tích x1 nhân x2 là c trên a là 12. Rồi giờ mới tính nè. Vậy 1 trên x1 cộng 1 trên x2 bằng quy đầu nè, mẫu chung x1 nhân x2, cái này chia này còn x2 nhân lên, cái này chia này còn x1 nhân lên, vậy tổng nè, tổng bằng 7 tích là bao nhiêu em? 12. Đó, vậy tính được giá trị của thức của nó là 7 phần 12 nha. Em chỉ bài vào. Các em quan sát sang bài 2 nha. Người ta yêu cầu giải hệ phương trình và giải phương trình nha. Vậy thì bài này xử lý như thế nào đây? Tôi sẽ làm phương pháp cộng nha. Hệ số này chưa bằng nhau. Hệ số này chưa bằng nhau luôn. Vậy tôi sẽ nhân hệ số để cho nó đạt phần đối nhau luôn nha. Vậy tôi xử lý y đi, tại vì dưới đây có dương âm rồi. Nhân thứ dương thôi. Cái này trên nhân cho 3 nha. Giới nhân số 2 đều bằng cái này bằng 6, cái này âm 6 nó sẽ đối nhau ha. Vậy thì nó sẽ tương đương này. Cái này nhân cho 3 vô là 9x. Nhân cho 3 vô là 6y. Nhân cho 3 vô là âm 3. Nhân 2 vô là 4x. Nhân 2 vô âm 6y ha. Nhân 2 vô là 8 nè. Rồi nó sẽ cộng ra ha. 4, 9x cộng 4x bằng 13x. Nha. 2 này cộng này hết nè. 2 này cộng này các em tính được đáp số là bằng mấy em? Bằng 5. Đây em sẽ tìm ra x đúng không? Giờ em sẽ biểu diễn x theo y. Và y bằng gì ha? Em nhìn cái phương trình nào dễ nè. Phương trình này rất dễ nè. Y bằng gì? Bằng lên tay mặt trước âm 1 x a ha. Cộng 3x các em chuyển qua là trừ 3x. Nhân 2 chuyển qua là chia 2. Tương đương x bằng 5 phần 13. Tới đây em có thể tính, em thấy vô tính bằng tay cũng được, hoặc em dùng chức năng máy tính em nhập cái này vô em bấm khôn 5 phần 13 ra được đáp số nha. Và có nhiều em không làm vậy, nhiều em làm nhanh á, làm mắn á, bấm hệ phương trình tìm ra y nha, để y dụng nha. Nhưng mà ở đây tôi sẽ làm cho các em thôi, tôi sẽ nhắc ra ngoài nha. Trừ 1 trừ cho 3 nhân cho 5 phần 13 x bằng 5 phần 13 nè, đó chia 2 nè, tôi quy đồng lên đây nè bằng âm 13 đúng không, trừ cho 15 phần 13 thì thuộc giới luôn là 2 nhân cho 13 luôn. Vậy đáp số cuối cùng nó bằng âm 28 phần, cái này nhân cho nào, 26 là đúng không, tôi cứ còn cho 2 bằng âm 14 phần 13. Tôi ghi là âm 14 phần 13. Đó là tôi tính toán ha. Còn các em sử dụng máy tính cũng được, không có vấn đề gì hết. Rồi câu B các em. Câu B là phương trình chứa ẩn ở mẫu nha.
Em nhìn trước em còn nhớ không? Điều kiện mẫu khác không chứ? Rồi với quy đồng của mẫu. Tôi ghi chữ điều kiện nè. Hết khác trừ 2 chuyển qua là dương 2. Trừ 1 chuyển qua là dương 1 nha các em. Hết khác 2 và khác 1. Rồi sau đó tôi tìm mẫu đích chung quy đồng của mẫu này. Mẫu đích chung của nó này. X trừ 2 nhân x trừ 1. Riêng hết thì mẫu đích chung là x trừ 2 nhân x trừ 1 luôn ha. Rồi quy đồng cực đi. Nó sẽ tương đương đây nha. Em cầm mẫu chung này nè. Mẫu đích chung này nè. Nha. Em cầm mẫu đích chung. Tôi ghi mẫu đích chung đây đi. Nè x trừ 2 nhân cho x trừ 1 ha. Em cầm mẫu này em chia cho x trừ 2, mất x trừ 2 đi, còn x trừ 1 nhân lên 5 nhân x trừ 1. Nếu mẫu này chia mẫu này còn x trừ 2 nhân lên trừ 4 nhân x trừ 2. À. Nếu mẫu này chia cho 1 còn chính nó nhân lên, vậy là 3 nhân x trừ 2 nhân x trừ 1. Sau đó em thực hành phép nhân cho nha. Nhân cho này, nhân cho 5x trừ 5 trừ 4x cộng 8. Rồi một này em nhân lần sau này, rồi sau đó nhân 3 cho ha. Em nhân lần sau nha, cho nhân cho x nhân x là x bình phương nha. X nhân 1 là trừ x, trừ 2 nhân x là trừ 2x. Trừ 2 với trừ 1 thì gom vô luôn là trừ 3x cho nhanh ha. Trừ 2 nhân trừ 1 là dương 2. Sau đó tôi nhân 3 đổ vô. Này rút gọn đi còn x này nha. Cộng 3 ha. 8 trừ 5 là 3 nè. Nhân vô là 3x bình phương nha. 3 nhân trừ 9 là trừ biến x này. Cộng như 6. Rồi. Vậy thì tôi sẽ thu gọn lên. X là dương x tôi chuyển qua đây này nè. Cộng x chuyển qua là trừ x nha. Trừ 9 với trừ 1 là trừ 10x nha. Cộng 3 chuyển qua là trừ 3. 6 trừ 3 thì bằng 3 nha. Bằng không. Tới đây em có thể dùng máy tính bấm. Em gắm máy tính bấm lên đây. X1 à. Và câu thôi em dạy delta hoặc delta 7 cũng được. X1 bằng 3. X2 bằng 1 phần 3. Em so này điều kiện nhân lên loại em. Điều kiện khác 2 và khác 1. Cái này khác hết nha. Nha. Kết luận vậy x bằng 3 và 1 phần 3. Phương trình có thực nghiệm 3 và 1 phần 3. Nha các em. Các em quan sát sang bài tiếp theo nha. À, để như vậy. Cho phương trình bậc 2 x bình trừ 2 x cộng m trừ 1 bằng 0. À, trước đây tôi biết phương trình bậc 2 là trước ha. Câu này là câu số 3 nha các em. X bình phương trừ 2x cộng m trừ cho 1 bằng 0 ha. Câu A nè. Tôi giải ha. Đầu tiên người ta nói nè, với giải phương trình với m bằng âm 2 thì cứ có m em thế bằng âm 2 nha. Với m bằng âm 2. Âm 2. Từ đây các em suy ra này các em. Nha. Em thế vào đây cứ m thế bằng 2, âm 2 vô x bình trừ 2x. Âm 2 thế đây là m âm 2, âm 2 với âm 1 thì bằng âm 3 nha. Bằng không. Thế đây các em có thể giải nè. Delta được nè. Delta 7 được nè. Cái này bắt buộc phải giải tay nha. Không được dùng máy tính nha. Nhớ ý nè, bài này giải phương trình bậc 2 mà. Đó, giải delta, delta phải được nè. Riêng bài này có khả năng tính nhầm được không? Nhầm theo hệ số ABC được. Nhưng mà em cộng nó đâu còn không đúng không? Tại vì số 1, số 2 có liên quan số 3. Con thử nhầm coi. 1 cộng cho âm 2 cộng cho âm 3 làm gì bằng không được. Nhưng mà trừ thì được. Trừ cho trừ biến thành cộng nè. Đó, 1 cộng cho 2 nè bằng 3, 3 cộng cho 3 bằng 0 nè. Vậy em chỉ cần nói là vì A trừ B cộng C bằng 0. Phương trình có nghiệm. Còn các em giải delta hoặc delta phải đều được hết nha các em nha. Có nghiệm. X1 bằng âm 1 X2 bằng trừ C trên A nha em. Trừ của công thức nào với trừ C này. C là trừ 3 trừ với trừ biến thành dương 3. Chia A là số 1. Rồi. Là xong. Nha. Là bài. Rồi câu B nha các em. Tôi nói câu B nè. Câu B câu bài này khá căng thẳng và khá khó đó. Rồi câu B nha các em. Người ta nói yêu cầu nè. Tìm M để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa x1 bằng 2 lần x2. Thỏa x1 bằng 2 lần x2. Các em nhìn nè. Em nhìn vô đề em thấy x1 với x2 thì em nhớ là trong đầu là chỉ cần sử dụng định lý với S. Cái xử lý được bài tập này. Nhớ kỹ đâu ha. Vậy mà muốn làm với S thì em phải phương trình hình sao em? Có nghiệm. Em phải dạy delta hoặc delta phải ra coi nó có nghiệm chưa. Nếu có nghiệm rồi thì quá êm. Là với mọi giá trị M mình khi mình tìm ra đều được nhận hết.
nha. Còn chưa có thì mình phải đặt điều kiện để cho nó có nghĩa mới làm định lý nghĩa được, mới sử dụng định lý nghĩa được nha. Và trước tiên nè, ở đây em quan sát nè, tôi ghi hệ số a b c để cho các em coi. A bằng 1 nha, b phải luôn, ở đây là âm 2 nè, b là âm 2 vậy b phải bằng âm 1 luôn, tại vì tôi dùng nên ra phải nha. Và c là bằng m trừ 1. Vậy thì muốn a b s thì phương trình có nghiệm, tôi phải giải delta và delta phải đang coi nó có nghiệm chưa. Chưa có mình phải chặn điều kiện nha. Vậy trên bài này ta có, tôi dùng delta phải nha, bằng b phải bình lên, âm 1 bình lên á thì bằng dương 1 luôn, đúng không nha. Trừ a là 1 nhân cho c là m trừ 1 nha. Rồi các bạn nè, 1 đừng có 1 trừ 1 nha. 1 nhân thằng trước mà, trừ m biến thành gì em, cộng 1. Vậy delta phải này lúc này nè, 1 cộng 1 thì bằng 2 nè, trừ m cộng 2 em. À em nhìn ra đây đi, em nhìn ra đây biết có nghiệm chưa? Không. Nếu m bình cộng 2 thì luôn luôn lớn bằng 2 mới được về. Nhưng mà muốn 1 sao biết được, đúng không? Có khả năng, có khả năng âm, khả năng gì? Dương. Vậy thì muốn có nghiệm phải delta phải sao? Muốn có nghiệm thì delta phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng. Và delta phải cũng vậy luôn. Vậy là lúc này em phải chặn. Nó chưa có nghiệm đâu nha. Phương trình này chưa có nghiệm với mọi m đâu nha. Vậy phải chặn. Vậy thì để phương trình có nghiệm nha. Đấy, phương trình có nghiệm nha. Khi và chỉ khi delta phải lớn hơn hoặc bằng 0, tương đương âm m, sao em? Phải lớn hơn hoặc bằng âm m cộng 2 phải lớn hoặc bằng 0, tương đương. Nè, tôi làm chậm, thật chậm cho các em coi, là chậm chỉ có là gì? Em còn nhớ không? Chữ biến có chữ gì? Chữ bất phương trình này sao? Đổi chiều. Đang lớn lập tức biến thành bé liền, và m phải bé hơn bằng âm 2 chia âm 1, nhỏ bằng 2. Tí đắc số các em tìm ra m á, mà không bé hơn, nếu mà lớn hơn 2 thì em bỏ ngay chứ không. Nhỏ hơn bằng 2 mới lấy được nha. Vì thế cẩn thận lý vi ép, đúng không? Đó. Chứ phải nhảy vô ép lý vi ép mà em sai ngay đó, sẽ bị trừ điểm nhiều luôn á. Rồi, tôi sẽ ngắt từ chỗ này cho các em coi nè. Rồi, giờ tôi biết áp dụng định lý VS này. Áp dụng định lý VS. Tôi sẽ tính nè, tổng bằng, không vi công thức nữa nha, tổng bằng gì các em nhớ không? Trừ B chia A, trừ với trừ 2 thì biến thành gì? 2. Chia A là 1 không vi. Hiểu chưa? Tích là gì còn nhớ không? Tích thì bằng gì em? C trên A. Tôi phải viết vậy để cho các em làm này. Tích bằng C trên A. C đâu? M trừ 1. Chia A là số mấy em? Để vậy sao làm được cái kia nha. Và điều kiện là tôi cho là x1 bằng mấy là x2? 2 là x2. Tới đây tôi sẽ hướng dẫn cho các em giải hai cách giải bài này nha. Tôi sẽ làm nè, tôi đặt đây là 1, đặt đây là 2. Các em nghe, nghe tôi nói nè. Em nghe đây, tôi sẽ chuyển cái này coi nè. Em nhìn vào, cộng chuyển qua đây là gì? Trừ 2 là x2 bằng 0. Tôi đặt đây số 3. Em x1 cộng x2 bằng 2 không? X1 trừ 2 là x2 bằng 0 không? Rút máy tính ra em, bấm hệ hai ẩn cho tôi. Bấm ẩn giả luôn. Bấm hệ phương trình, nhập hệ số vô. 1, 1, 2. 1, âm 2, 0. Từ 1, 3 tôi suy ra được, em được x1 bằng 4 phần 3. Y, bấm tiếp tục máy tính là y nha. Mà y đây chính là gì em biết không? X2 nha, bấm bấm ẩn giả nha. X2 bằng 2 phần 3. Em thấy điều này chưa? Có x1, x2 chưa? Thế vào đây nè em. Có x1 chưa? Có x2 chưa? Thế rồi tìm m nha. Rồi, và tôi sẽ tìm bài nào. 1 và 2 rồi. Thế vào, thế vào, vào phương trình số 2 suy ra. Thế vào đây nè, x1
bằng 4 phần 3. X2 bằng 2 phần 3. Bằng M trừ 1. Thôi tới đây dễ quá em. Đúng không? M trừ cho 1 bằng, tôi lật bằng này nha. Nhân này ha, 8 phần 9. Vậy tương đương M bằng 8 phần 9 các em. Trừ 1 chuyển qua là cộng 1. Quy đầu lên nha, 9 phần 9 là 9 cộng 8 bằng 17 phần 9. 17 chia 9 có nhỏ hơn 2 không? Nhỏ 2. Tại vì 18 chia 9 mới bằng 2 mà. Đúng không? Vậy 17 chia 9 bé hơn 2. Mà bé hơn 2 có nhận không? Có, nhưng kia này bé hơn bằng 2 mà. Vậy cái này nhận này. Kết luận. Vậy M bằng 17 phần 9 thì X1 bằng 2 lần X2. Các em ghi đây cho tôi, chỗ này là cắt 1 nha các em. Rồi, tôi hướng dẫn các em cách 2 nè. Cách đầu tiên là tôi bấm máy tính đúng không? Đó, giờ cách 2 nó làm như vậy. Rồi, cách 2 nè. Cái này 1, 2 này nhờ biến hết nha. Còn cái 3 này giải thích ra cho ha. Rồi, thay X1 bằng 2 lần X2 vào 1 suy ra. Cứ có x1 tôi thế bằng 2 lần x2. Đây, x1 bằng 2 lần x2 cộng cho x2 bằng 2 tương đương. Nghe em, 2 x2 cộng 1 x2 bằng mấy x2? 3 x2. Nhân 3 chuyển qua là chia 3. Và x2 bằng 2 phần 3. Suy ra, tôi biết ở đây nha. Suy ra x1 bằng, x1 bằng 2 lần x2. 2 nhân cho x2, x2 là 2 phần 3. Có phải bằng 4 phần 3? Không cần dùng máy tính. Được chưa? Rồi, sau đó thay. Thay thế cũng được á. Thay x1 bằng 4 phần 3, x2 bằng 2 phần 3 vào phương trình số mấy em? Vào phương trình 2. Vào 2 thì suy ra, lúc nãy các em tìm được M lúc nãy bằng, bằng lúc nãy tôi viết đáp số mấy rồi nha, chứ không có giải nữa nha. M bằng 17 phần 9 nha. 17 phần 9. Đó, 17 phần 9 nhỏ hơn 2 nha. Đó, giống hệt nào hệt cái kia ha. Vậy M bằng 17 phần 9 thì X1 bằng 2 lần X2. Đó, có hai cách làm, một làm trên máy tính, hai làm pháp thế nha. Rồi, các em quan sát sang câu số 4 nha. Câu số 4A này, người ta yêu cầu vẽ parabol này ha. Muốn vẽ parabol thì các em phải lọc bảng giá trị ra nha. Em cho 5 cặp giá trị vô. Rồi, đầu tiên em ghi vô nè. Bảng giá trị. Bảng giá trị nha các em. Vẽ bảng giá trị ra nha. Đây là x này em. Y bằng 2 bình phương nha các em. Em lấy 5 cặp cho tôi. 1, 2, 3, 4, 5. Và em nhớ đây là 0, 0 nha các em. Cho x bằng 1 và 2. Bên này là âm 1, âm 2. Nhớ. Có nhiều em hỏi là khi nào cho 1, 2, khi nào cho 2, 4. Khi hệ số A bằng 1 phần 4 á, thì em mới cho 2, 4. Còn cứ cho 1, 2 cho tôi. Nha. 1 vô đây. 1 bình nhân nhân 2 bằng 2. 2 bình nhân 4, 4 nhân 2 bằng 8. Em đối xứng vào đây cho tôi. 2, 8 rồi. Cho nó mỏng. Nha. Tại vì parabol nhận OY làm trục đối xứng mà. Nha. Rồi, vậy thì tôi sẽ hướng dẫn các em vẽ parabol này. Parabol nha các em. Hàm dương nó sẽ ngửa lên nha. Thì vẽ cái chân này ngắn xuống chút xíu nè. Nha. Đây là hết này em. Đây là Y ha. Đây là 0, 0, chắc anh đi qua đây rồi. Rồi, giờ mình vẽ nha. Cho X bằng 1, Y bằng 2. X bằng 1 nè, Y bằng 2 đây nè em. Thì bên này lấy âm 1 luôn nha. Vẽ lần được 2 cái luôn nha các em nha. Em ngang qua. X bằng 2, Y bằng 8 nè. Đây em, 8 đây em. Bên này nó đối xứng âm 2 luôn. Em kéo em qua. Rồi, em kéo xuống.
Rồi, sau đó em dùng thước parabol vẽ một nửa bên này trước nha. Vẽ nửa bên này trước, rồi sau đó vẽ nửa bên này. Sau hai lần vẽ em sẽ vẽ được parabol nha. Đó, sau khi tôi đồ nha. Tại vì bảng lớn nó không có thước, tôi đồ nào. Tôi vẽ được parabol như vậy nha. Rồi em ghi cái hàm số parabol vô. Rồi các em quan sát sang cô B nè. Cô B khó, khá là căng thẳng nha các em. Rồi, em nghe nè. Em hãy viết phương trình đường thẳng D. Phương trình đường thẳng các em nhớ nè. Phương trình đường thẳng luôn luôn có dạng tổng quát nè. Đây tôi định dạng cho trước em nha. Phương trình đường thẳng luôn luôn có dạng Y bằng AX cộng B. Có nghĩa là em phải tìm được A và em phải tìm được B. Thì mình mới viết được phương trình đường thẳng. Nhớ kỹ được rồi ha. Đó, phương trình đường thẳng D mà tiếp xúc parabol, tiếp xúc với parabol tại điểm có hoàn độ bằng âm 1. Em nhìn nè. Ví dụ, nó tiếp xúc với parabol tại điểm có hoàn độ bằng âm 1. Ví dụ đây nè. Như vậy. Tôi vẽ hình cho em coi nha. Ví dụ như vậy. Đây nè, tiếp xúc. Nó tiếp xúc với parabol tại điểm có hoàn độ bằng âm 1. Có nghĩa là x bằng âm gì? Âm 1. Đố đấy em, trung độ là mấy? Nhìn ở đây biết là mấy? 2. Đúng không? Đó, thế này mình nhìn hình mình thấy nha. Nhưng mà tí mình phải làm, chúng mình làm nha. Có nghĩa là gì? Có x bằng âm 1, em thế vào parabol. Âm 1 parabol, em thế được mấy? 2. Có nghĩa là parabol đi qua điểm nào? Âm 1, 2. Và cái đường thẳng này đi qua điểm nào luôn? Âm 1, 2. Nhớ điều này ha. Rồi, vậy thì tôi sẽ nói nè. Vậy thì nhớ là một ý nè. Parabol và đường thẳng này tiếp xúc nhau là một ý. Mà tiếp xúc nhau tại có hoàn độ bằng âm 2 á, hoàn độ bằng âm 1 á, tại điểm có hoàn độ bằng âm 1 thì tôi thấy âm 1 ở đây tôi sẽ tìm được trung độ. Ha, trung độ của nó. Vậy có nghĩa là parabol đi qua điểm âm 1 và 2. Nha, vậy là các em học rồi là đường thẳng mà đi qua điểm thì điểm bắt buộc nó phải thuộc đường gì? Đường thẳng. Đó là một phương trình. Nha, vậy thì coi tôi giải bài này như thế nào nha, các em quan sát nè. Rồi, vậy thì tôi sẽ hướng dẫn các em làm cô B nha, cô A tôi vẫn để cái ký hiệu đây nha. Cô B. Đầu tiên các em gọi phương trình đường thẳng D có dạng trước này, được không nha. Đầu tiên các em gọi đi. Gọi D có dạng phương trình đường thẳng luôn luôn có dạng tổng quát là Y bằng AX cộng B nha các em. Đó. Rồi. Giờ tôi sẽ làm một ý đầu tiên nè. Ở đây parabol và đường thẳng tiếp xúc nhau. Nha. Parabol và đường thẳng tiếp xúc nhau. Tôi sẽ làm được một cái điều rất quan trọng. Parabol và đường thẳng tiếp xúc nhau khi nào? Em học rồi. Khi delta hoặc delta phải bằng gì? Không. Cho thầy em, các em, khi nào parabol và đường thẳng D cách nhau tại hai điểm phân biệt? Khi delta hoặc delta phải lớn hơn gì? Không. Giống như tìm số nghĩa vậy. Nha. Còn khi nào parabol và đường thẳng D không giao nhau? Khi delta hoặc delta phải nhỏ hơn gì? Không. Đúng không? Vậy tiếp xúc nhau thì phải delta hoặc delta phải bằng không? Mà làm sao có delta? Em phải có phương trình bậc mấy? Bậc 2. Vậy tôi hỏi làm sao có phương trình bậc 2? Rất đơn giản. Em nhìn nè. Đây là cái hàm parabol y bằng 2 x bình phương đúng không? Đây. Em thấy hai cái y này giống nhau không? Vậy dẫn hai cái đuôi này giống nhau. Đó, em sẽ tạo ra một phương trình bậc 2. Vậy đầu tiên em đọc cái câu thần chú vô. Hoàn độ giao điểm. Nha. Hoàn độ giao điểm của parabol và đường thẳng D là lấy hai này bằng nhau này. 2x bình phương bằng ax cộng b. Nha. Sau đó em chuyển qua. Rồi, em chuyển qua ha. Bằng. Em chuyển qua này. Trừ ax trừ b bằng 0. Sau đó tôi viết giải delta này. Delta này nha. Rồi sau đó tôi viết bình luận nó tiếp xúc nha. Delta bằng b bình lên này, cái này bình lên này. B làm gì em biết không? Đây là A mấy? A bằng 2. B bằng gì? Âm A. C là bằng gì? Trừ B. Vậy bằng âm A tất cả bình là B bình đó. Nha. Trừ 4 lần A là 2. Nhân C. Nhân C là mấy em? Âm B. Đôi bình lên. Cộng 8B. Kết luận để parabol và D tiếp xúc nhau. Tiếp xúc nhau khi và chỉ khi delta bằng 0
tương đương thì ra là cái này. A bình cộng 8B bằng 0. Đây là một phương trình này. Nè, bài này còn dài lắm, tôi phải ngắt cái bảng ra làm đôi này. Em quan sát nè. Rồi, em quan sát này. Giờ tôi mới trình bày ý tiếp theo nha. Giờ tôi nói về ý tiếp theo này. Parabol và D này tiếp xúc nhau tại điểm có hoàn độ chứ không phải là cắt trục hoàn. Rõ ràng ngôn từ này. Đó, tiếp xúc nhau tại điểm có hoàn độ bằng âm 1. Vậy thì tôi với x bằng âm 1 tôi thế chỗ này. Thế vào đâu? Nếu thế vào đây chẳng làm được gì đâu. Đúng không? Đâu có đi đâu. Đúng không? Tôi thế ngay vào trực tiếp parabol này. X với x bằng âm 1 thế vào đây. Suy ra parabol này. Thế vào đây. Parabol nha, suy ra y bằng nè 2 nhân cho âm 1 về. Bằng mấy em biết không? Có nghĩa là hai đường thẳng này tiếp xúc nhau tại độ bao nhiêu em? Bao nhiêu em? Âm 1. Suy ra parabol và đường thẳng D tiếp xúc nhau. Đây. Đây, tọa độ là như em? Âm 1. Vậy tôi hỏi em suy ra âm 1, 2 như nào với đường thẳng D? Thuộc đường thẳng D. Đường thẳng D là y bằng ax cộng b. Tôi thế bằng đây là x này. Đây là y này. Thấy chưa? Y tôi thế bằng số 2. A viết là x bằng âm 1 này em. X bằng âm 1 tôi thấy A, x bằng âm 1 nha. Âm 1 nhân A bằng âm A. Cộng cho tôi. Em nhìn cái phương trình này, phương trình này giải mấy tích được không? Không. Đây là mũ 2 mà phải mũ 1 mà làm việc được. Nếu mà đây mũ 1 thì bấm mấy tích được không? Bấm hẹn 2 ở đây. Vậy thì không giải mấy tích bấm hẹn được thì lúc này làm phép gì? Nha. Vậy từ đây tôi suy ra nè. B bằng em nha. B bằng nhau em. Trừ chữ quan là cộng. Là A cộng 2. Thế vào. Thế vào 1 suy ra. Cứ có B tôi thế bằng A cộng 2. 1 suy ra nè. A bình cộng cho 8 nhân cho B. B là A cộng 2. Rồi tương đương tôi trình bày sang bên này nha các em. Các em rút máy tính ra dùm tôi. Nhân vô nè. Cộng 8A khỏi luôn em. Cộng 16. Em bấm máy tính cũng được. Đây là hàng đẳng thức cái gì nữa. Đúng không? Em nhìn là lướt là biết rồi. A trừ cho 4 tất cả bình. Đúng không? Vậy em dạy bấm máy tính lúc này chỉ có một nghiệm 1 à. Đúng không? Có phải bằng âm 4 không? A bằng âm 4. X đó, bấm ra máy tính là X đó. Là âm 4. Mà A bằng âm 4 thì chia đôi B được không em? Rồi, chia đôi B vào đâu? B vào đây nè em. Âm 4 vào đây này. Âm 4 cộng 2 thì bằng nhiêu em? Âm 2. Kết luận. Vậy đường thẳng D có giác y bằng, y bằng gì em? A là âm 4 cộng B là trừ gì? Thấy chưa? Rất là hay đấy nha. Đó, cái này bảo đảm là kiến thức em phải vững thì mới làm được nha. Được. Câu tiếp theo phải tương đối nha các em. Người ta cho nè, một trang giác vuông nha các em, có cạnh huyền là 13 và hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 7 cm. Em hãy tính diện tích trang giác vuông đó. Và em nhớ nè, em muốn tính được diện tích trang giác vuông á thì các em cần phải nhớ nha, diện tích trang giác vuông thì bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông, đúng không? Mà chưa có hai cạnh góc vuông, đúng không? Vậy thì các em phải gọi có x là cạnh góc vuông thứ nhất. À, cạnh góc vuông thứ hai là gì? Hơn kém, em thích là hơn kém kém là thoải mái. Và có thể lấy cộng 7 hoặc có thể lấy trừ 7 đều được hết nha. Vậy thì giờ tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các em giải bài nha. Đầu tiên em gọi x là cạnh góc vuông thứ nhất đi. Gọi x là cạnh góc vuông thứ nhất. Rồi về cạnh góc vuông thứ hai nè, x trừ 7 nha, tôi làm thua đi, nha, là kém á, còn em gọi x cộng 7 cũng được, nha. X trừ 7 là cạnh góc vuông
thứ hai điều kiện nha các em, vậy cái này hơn cái này là 7 nè, đúng không? Vậy điều kiện ít lớn hơn 7 đơn vị là mét nha. Đó. Cm nha các em, chứ không phải là mét. Cm đơn vị là cm luôn. Đó. Hai cái góc vuông này hơn kém nhau 7 cm. Rồi. Tiếp tục các em nha. Tam giác vuông này có cạnh huyền là 13. Em nè. Một tam giác vuông có cạnh huyền là 13. Cạnh vuông thứ nhất là x, cạnh vuông thứ hai là x trừ 7. Em nhìn thấy cạnh huyền thì em nhớ đến định lý Pythagoras. Bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương các cạnh góc gì? Cạnh vuông. Rồi, em vận dụng định lý Pythagoras lập tức em sẽ tìm được độ dài x liền nha. Đó, vậy đầu tiên các em ghi vào nè. Áp dụng định lý Pythagoras trong tam giác vuông nha. Áp dụng định lý Pythagoras. Ta có bình phương cạnh huyền á bằng tổng bình phương các cạnh góc vuông. Vậy tôi ghi là bình phương các cạnh góc vuông trước đi nha các em. X bình phương nhân cho x trừ 7 tất cả bình phương bằng 13 bình phương nha các em. Đó, và cho đơn giản đúng chưa? Rồi, vậy thì tương đương nè em, x bình tôi viết lại, đây là hằng thức a trừ b tất cả bình bằng a bình lên là x bình trừ cho 14 x cộng cho 49, 13 bình lên bằng 169 nè các em. Rồi tôi thu gọn đi, này này bằng 2 x bình phương trừ 14 x bình lại cộng 169, các em chuyển qua là trừ 169 nghe, trừ 169 với cộng 49 thì bằng âm 120 bằng 0. Các em rút máy tính này bấm điều này cho tôi, bấm nghiệm luôn, bấm phương trình bậc 2. X1 bằng X2 bằng X1 bằng 12, X2 bằng âm 5. Âm 5 chắc em loại rồi. Này nhận nha. Kết luận. Vậy cạnh góc vuông thứ nhất là 12. Vậy cạnh góc vuông thứ nhất là 12. Cạnh góc vuông thứ hai là em lấy 12 em trừ đi 7 bằng 5 cm nha. Rồi sau đó em mới tính được diện tích nha. Kết luận diện tích tam giác vuông này em học rồi, diện tích tam giác vuông thì bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông hoặc là 1/2 đường cao đúng với cạnh huyền, đúng không? Nhưng mà không có đường cao cạnh huyền phải thông qua hai cạnh góc vuông. Lấy 12 nhân cho 5, đáp số nè, chia cho 2 nha. Này là 6, 6, 5, 30. 30 cm vuông nha các em. Rồi các em trình bày vào. Rồi các em quan sát số 7 tấm hình nha. Cho tam giác ABC nội tiếp nửa đường tròn tam mô. Cho tam giác ABC nội tiếp nửa đường tròn tam mô nha. Mà AB là đường kính nha các em. Bài không phải những bài năm trước nha. Hồi trước tam giác ABC nội tiếp đường tròn tam mô là vẽ tam giác nhỏ. Nhưng mà tam giác này có một cạnh là đường kính, vậy chắc anh là tam giác lúc này nè, thành là tam giác vuông rồi nha. Vậy trước tiên các em vẽ nửa tròn ra trước đi nha. Rồi các em vẽ nửa tròn ra nha. Các em vẽ lớn một chút xíu để cho dễ nhìn bài nha. Rồi cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tam mô mà có AB là đường kính nha các em. Đây, vậy thì AB là đường kính thì các em nối AB ra nha. Như vậy nè em. Đây, AB là đường kính mà tam giác này nối tiếp đường tròn tam mô, vậy chắc anh em lấy đại điểm C như này đi. Lúc này là đây, như vậy là các em. Tam giác mà nối tiếp đường tròn mà có một cạnh là đường kính thì chắc anh mình học trong phim 1 rồi đó. Tam giác đó là tam giác gì? Vuông. Nhớ kỹ điều này nha. Đó. Còn tam giác mà nội tiếp đường tròn mà không nói năng gì, không nói có cạnh nào là đường kính thì em vẽ tam giác nhọn bên trong nha. Đó, nhớ kỹ điều đó nha. Tiếp theo các em, gọi H là trung điểm của dây BC. Wow. H là trung điểm. Các em để ý hết, tôi lấy trung điểm không? Tôi đâu có đo. Nghe nè, em nhớ định lý gì em biết đâu. Định lý gì? Khi tôi lấy trung điểm của đoạn hàng BC, tôi đâu có tính khúc này đo khúc này đâu. Tôi chỉ cần lấy phải nè, căn đường một góc số.
Tại vì sao? Để lý gì em? Đường kính đi qua trung điểm của dây thì làm sao ấy dây ấy vuông, vậy tôi chỉ cần căng vuông cái là lập tức cái kia ở trung điểm. Em hiểu chưa? Đó, nhớ nha, chắc anh là khai thác y đó đấy nha. Tiếp theo POH, H là trung điểm của BC rồi, OH cách đường tròn tại D. Em nối OH ra, em kéo dài ra đây nha. Wow, có định lý được không? OH nè, cách đường tròn tại D. Em, tôi nói định lý luôn nha. Tôi nhắc bài này cho các em cần phải nhớ là gì. Em nhớ là đường kính đi qua trung điểm của dây thì vuông góc cái dây đấy xa xa hơn là gì các em? Và đi qua điểm chính giữa của gì em? Cùng, hai cùng này sẽ bằng nhau đấy nha. Nha, đi khai thác từ điểm mình luôn nha. Rồi, tiếp theo. Chia AC và AD cắt tiếp tuyến BS. Ồ, chia AC và AD cắt tiếp tuyến BS. Wow, nếu mà tôi để vậy á thì nó cắt cao lên, cắt dính vô cái đề đó nha. Vậy thì tôi sẽ sửa cái này chút xíu, tôi sẽ sửa vị trí C sau bên này nha, để tí tôi cắt chứ không phải cắt tiếp những cái đề nó cao lắm nha. Vậy thì các em không sao hết, các em trong tập á, các em nó không có muốn cái đề trên bảng của tôi thì các em để vậy luôn, không có vấn đề gì hết. Giờ tôi sẽ dời vị trí C đi một chút xíu, tôi dời C qua đây nha, tôi sẽ dời vị trí C qua đây nè, để cho nó cắt cho nó dễ. C qua đây đi ha, dời C qua đây không sao hết nha các em, đừng có sợ gì hết, nối vô đây nha. Đây C nè, H là trung điểm đúng không, đây tôi nối lại nha, H là trung điểm này, hai bên này bằng nhau này, và đây là D nè, đúng không? Rồi tôi sẽ nối lại nè các em, cắt tiếp tuyến BS thì tôi dùng tiếp tuyến BS đây nha. Chia AC, tôi nối AC dài ra chút xíu nha các em. À, nối dài lên đây. Rồi. Chia AC và AD, tôi nối vô AD luôn. Cái H ở bên đây đi. AD là tôi nối vô đây nha. Kéo dài đó. Tia AC và AD nè, AC và AD cắt tiếp tuyến BX lần lượt tại hai điểm đây là E và F. Vậy em điền đây là chữ E nè em. Đây là E nè. Còn dưới đây là F nè các em nha. Đây là F nè. Rồi. Vậy tiếp tục nha các em. Người ta nói nè, em chứng minh AD là tia phân giác của góc CAB. AD là tia phân giác của góc CAB. Có nghĩa là em chứng minh góc này nè. Bằng góc này. Có nghĩa là chứng minh góc A1 này bằng A2. Được chưa? Đó, giờ em nhìn nha, em nhìn lên bảng nè. A1 đây. Em nhìn trong đường tròn ra, phải chấm cung nào, em nhìn thẳng ra. Chấm cung gì? CD. Em nhìn A2 ra, nhìn ra chấm cung gì? Em nhìn ra. Chấm cung tên là BD. Em à, ở trong lý thuyết về đường kính dây á, tôi ghi em định lý, em còn nhớ không? Học kỹ định lý thì học phù lòng cho tôi nha. Đường kính đi qua trung điểm của dây nè, thì lập tức vuông góc với dây và đi qua điểm chính giữa của gì? Cung. Có nghĩa cung này, các bạn cung này không? Nè, đường kính đi qua trung điểm này, đấy, đúng chưa? Thì qua điểm chính giữa cung, có nghĩa là cung này bằng cung này. Mà góc này bằng gần 1/2 so với cung này, góc này cũng bằng 1/2 so với cung này luôn. Mà hai cung này bằng nhau, dẫn đến góc này như nào với góc này? Bằng. Hiểu chưa? Nhưng mà em phải nhớ kỹ định lý đường kính với dây nha. Rồi, vậy thì các em trình bày cho. Trước tiên chứng minh cung này bằng cung này trước đi nha. Thông qua định lý đường kính với dây nha các em. Rồi các em trình bày vào câu A nha. Ta có. Đó, CH. Đó, CH bằng HD. Nha. Để như thế này, đường kính đi qua trung điểm của dây suy ra CD, C
chỉ là C, D là điểm. Là điểm nằm chính giữa cung. Đường kính đi qua đi trung điểm của dây thì đi qua điểm chính giữa của cung. Và vuông góc với gì em? Vuông góc với dây thôi nha. Đó. Chỉ là D là điểm nằm chính giữa cung. Giữa cung tên là gì em? BC. Nên cái cung CD á bằng cung gì đây? Cung BD. Hai cung này bằng nhau. Đúng chưa? Xuống hẹp. Mà góc A1 bằng 1 phần 2 số đo cung CD. A2 bằng 1 phần 2 số đo cung BD. Thấy gì chưa? Đó đàn chưa? Này bằng hai số đo cung này, này bằng hai số đo cung này, mà hai cung này như nào với nhau? Bằng nhau. Đúng không? Vậy thì lập tức hai góc A1 bằng A2 nha. Vậy từ đây suy ra góc A1 bằng góc A2. Mà góc A1 bằng A2 thì em có thể kết luận vậy AD là phân giác nha. Phân giác của góc CAB nha các em. Và các em trình bày vào. Rồi, câu B nha các em. Câu B người ta yêu cầu chứng minh tính chất CDE FE rồi chứ. Nha, E này E CDE FE rồi chứ. Tôi nói lại đường này nè. Đó. Rồi. Em cần phải làm nè. Ờ, em nhìn nha. Em nhìn thấy tầm hai góc đối đâu bằng 180 đâu, đúng không? E với D đâu biết nhiều độ đâu. C với F đâu biết nhiều độ đâu. Alpha thì quên đi, em quên alpha đi. Tại vì sao? Alpha mà nhìn trong trong đường tròn chứ, đúng không? Mà em nói này, cái alpha nó nằm rời ngoài đường tròn hết. Quên đi. Chuyển cách thứ gì em? Cách thứ ba. Em nhớ cách thứ ba không? Chứng minh góc ngoài bằng góc trong đối kề bù ấy. Đó. Góc ngoài này góc nào? Trong một tứ giác, các em cơ gần này nhớ là có bốn góc ngoài nha. Đây, nếu mà kéo đây nó, nếu mà tổng cộng có 8 góc ngoài. Nhưng vấn đề nhìn đâu? Đừng có nhìn ở đây, không nhìn. Nếu mà không dính đến đường tròn á thì các em đừng có nhìn nha. Không, không dính đến đường tròn đừng có nhìn. Khúc ngoài ngoài, ngoài luôn. C này kéo ra không giỡn luôn. Đây này em chứng minh góc này nè. Em chứng minh góc ngoài bằng góc trong đối kề bù với nó. Tiếp tiếp. Đúng không các em? Đó, vậy thì làm như thế nào giờ tôi hướng dẫn nè. Tôi chứng minh góc đây này nè em. Bằng góc E là cái tứ giác đầu tiên. Vì sao? Đó. Tại vì góc này cộng góc này bằng nhiêu? 180. Nếu em chứng minh được góc này bằng góc này thì có nghĩa là góc này cộng góc này cũng bằng 100 gì? Đã. Cách này chính là ngầm của cách thứ 1. Nha. Và giờ vấn đề này em, em nhìn góc D1 làm sao chứng minh bằng góc E nha. Em quan sát nè. Đây là tiếp tuyến vuông góc, tôi hiệu vô cho em coi. Nha. Em nhìn nha. Em thấy góc E không? Là góc có định nằm ngoài đường gì? Đường tròn. Em học rồi. Bằng nửa hiệu số đo hai cung Mỹ. Chẳng. Bằng cung gì em? Cung AB to trừ đi cung B gì? BC. Cung AB nửa cung AB giới có bằng nửa cung AB trên không? Vậy tôi lấy nửa cung AB trên trừ đi cung BC ra cung gì em? Cung AC bằng 1 phần 2 số đo cung AC. Có nghĩa là góc này bằng 1 phần 2 số đo cung AC. Em nhìn coi. Em thấy góc D1 đâu? Chẳng cung gì đấy? DC cũng bằng 1 phần 2 số đo cung DC. Vậy thì góc này như nào với góc này? Được chưa? Đó. Góc này bằng góc này. Mà góc này cộng góc này 180. Vậy suy ra góc này cộng góc này bằng bao nhiêu? 180. Kết luận tứ giác nội gì? Ok nha. Vậy bài này vận dụng cái gì em? Góc ngoài của tứ giác. Và sử dụng góc nội gì? Tiếp để chứng minh. Nào em trình bày bằng. Vậy thì tôi sẽ trình bày hoàn chỉnh này bài cho các em nha. Còn vậy thì nè, góc E nè, ta có nha. Góc E bằng 1 phần 2 số đo cung cung AB nè. Số đo cung AB giới đó chính là cung bằng số đo cung AB trên luôn nha. Trừ đi số đo cung gì đây? BC nha. Rồi. Rồi vậy thì tôi ghi lại chỗ này nha. 1 phần 2 tôi lấy số đo cung AB giới cũng là số đo cung AB trên nha. Tôi lấy số đo cung
AB nè, trừ đi BC thì ra cung AG, AC bằng số đo cung AC. Rồi, xuống hàng tiếp theo. Góc D này đọc tên nó luôn nha các em. Góc này tên là EADC bằng 1 phần 2 số đo cung AC. Nha. Đây là góc có điểm nằm ngoài đường tròn, còn đây là góc nội. Tiếp nha, tôi không ghi, các em phải tự biết điều đó ha. Vậy thì để các em suy ra đó, hai cung này giống nhau nè, đúng không? Hai góc này cùng bằng 1 2 số đo cung AC, vậy suy ra góc E bằng góc ADC. Nha. Rồi, tới đây mình kết luận. Thông thường nha, nếu mà làm nhanh là góc này mà góc này, kết luận dưới dạng thiết cũng được rồi đó. Nha. Nhưng mà tôi muốn làm chậm thì chậm với em này luôn nè. Mà góc này cộng góc này bằng 180. Mà góc ADC cộng góc CDF bằng 180 kề bù các em. Nha. Và từ đây suy ra góc E cộng góc CDF. À, góc E cộng góc CDF bằng 180. Mà tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180, kết luận vậy tứ giác CDFE nộp tiếp. Có một số rất nhiều em hỏi tôi điều này nè. Em chứng minh tới đây, em có quyền kết luận nội tiếp không? Được không em? Được nha em. Được nha. Đó. Sau này những bài tập phức tạp dài em phải làm nhanh chứ không đủ thời gian làm về rất là lâu ha. Nhưng mà tôi làm giải thích kỹ rồi. Cách này chính là ngầm làm chậm thôi nha. Đó. Cách này làm chậm của cái này thôi nha. Còn em làm ở đây kết luận nội tiếp cũng chấp nhận luôn nha. Rồi. Câu C các em. Cho CD bằng R. Có nghĩa là đoạn CD là bằng bán kính đấy em. Bằng R nha. Bằng R này. Rồi này, mà đây cũng là R luôn. OD cũng là R luôn. Tam giác mà có ba cạnh bằng nhau là tam giác gì em? Đều đấy. Vậy thì biết góc này nhiêu em? 60 không? Chỉ định trước thôi nha. Rồi. Em hãy tính phần diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung CBD nha. Giới hạn bởi cái cung là CBD nha, viên phân nha. Với dây CB viên phân giới hạn bởi dây cung CBD nè và dây CB này, viên phân này em. Viên phân này các em ơi. Chỗ này nha các em. Rồi em xin thử bạn. Rồi vậy thì tôi trình bày ha các em. Tôi sẽ tính được diện tích viên phân nè. Tôi biết công thức như thế này ha. S viên phân nè. Thì lúc này em phải lấy S quạt. Quạt lớn này em. Quạt tên là COBD chẳng hạn. Đây nè. COBD trừ đi diện tích tam giác tên là COB. Mà diện tích thì quạt các em học rồi. Công thức là BR bình nhân N chia cho 360 nha các em. Trừ đi diện tích tam giác COB, tính này theo R cho các em. Rồi tôi nói hướng dẫn các em là có hai cách tính diện tích tam giác đó. Thông thường các em phải hạn chiều cao xuống đúng không? Hạn chiều cao xuống. Đây là chứng minh chiều cao luôn. Đường kính đi qua trung điểm của dây thì vuông góc mà. Em hạn chiều cao xuống em nhân cho đáy này. Nhưng mà tôi dạy các em có một công thức tính cực nhanh. Nha, này bằng cái gì? Công thức. Đó, ở cấp 3 đó đúng không? Đó, các em để ý công thức nha. Bằng 1 phần 2 hai cạnh của tam giác nhân cho sin góc ở giữa hai cạnh đó. Đấy, có nghĩa là bằng 1 phần 2 làm công thức này rất là nhanh nha các em. Bằng 1 phần 2 OC nhân cho OB. Em biết vô điểm thiếu em biết tìm ha. OB nhân OC nhân cho sin của góc COB. Rồi. Thiếu hai dữ kiện em, thiếu cái này và cái này nè. N nè, N góc ở đây này nè. Em nhìn các bạn nè. Đây cho bằng R, đây bằng R, đây R, vậy tam giác này tam giác đều, dẫn thấy góc này như nào? 60. Đúng không? Góc này 60 nè. Góc này tránh cung này đúng không? Vậy cung này như em? 60. Mà cung này như nào với cung này? Bằng. Mấy mình mới chứng minh này. Vậy cung này 60 thì góc này như em? 60. Vậy góc từ đây đây em? 120. Mà nhìn không phải là 120, nhưng cứ tưởng tượng là 120 nha. Em phải xích ra mình đó đó nha. Đó. Rồi vậy thì mình xử lý nha. Tính góc, xác định góc ở tâm N trước này. Rồi vậy đầu tiên cho em nha. Ta có. Em nói tam giác này tam giác đều ra để cái góc này bằng 60 độ này. Ta có CD bằng OC bằng OD bằng R nha các em. Bằng bán kính hết á.
Vậy từ đây các em suy ra được tam giác tên là COD là tam giác đều nha. Đó. Rồi. Vậy thì các em suy ra được là nên góc COD bằng bao nhiêu em? 60 độ. Nha. Góc COD bằng 60 độ thì suy ra nè. Suy ra góc số đo cùng CD nè. Nha. Mà góc COD thì bằng số đo cùng CD. Em học rồi, góc ở tâm thì bằng số đo ở gì? Ở cùng. Nha. Vậy thì bằng bao nhiêu em? Bao nhiêu độ em? Bằng cung này bằng 60 độ thì cái cung này bằng bao nhiêu em? 60 độ. Suy ra số đo cung BD cũng chính là bằng số đo của cung CD, tại vì ngay mình chứng minh hai cung này bằng nhau rồi, bằng 60 độ luôn. Cung này 60 độ thì góc DOB bằng nhiêu độ? À, suy ra góc DOB chính là bằng số đo cung BD luôn, bằng 60 độ. Nha các em. Mà góc này 60 độ thì dẫn đến góc COB. Rồi. Suy ra góc COB bằng góc COD, hai góc cộng lại. COD cộng DOB. Em lấy 60 em cộng 60 em tìm được 120 độ. Giờ tôi đi thấy rồi nè, hoàn chỉnh lại các em. Đi R bình nhân N là 120 chia cho 360 ha. Trừ 1/2 R nhân R nhân cho sin COB em mới tìm ra được nè, 120. Được không? Rồi em nhập vô ha. Em rút gọn đi. Tôi bằng đây luôn nha các em. Bằng BR bình này rút gọn nè, chia 3. Các em bấm sin 120. Sin 120 bằng căn 3 trên 2 nha. Cái này căn 3 trên 2 nha. Vậy thì tôi sẽ tính được là bằng 1/4 hay nè, cái này căn 3 trên 2 nè, đúng không? Vậy là bằng R bình là căn 3 phần cái này căn 3 trên 2 mà nhân cho 2 nữa, nó giới nữa nè. Số mấy em? Số 4. Được không? Rồi, thì tôi sẽ làm đẹp này nè. Em chỉ cần đặt R bình phương ra thôi nha. R bình phương ra thôi, còn V trên 3 trừ căn 3 trên 4, em để vài luôn, còn quy đầu nha. Tích quy đầu muốn chung bao nhiêu em? 12. Được không? Đó, hay để vài cũng được. Khi là đơn vị diện tích